Rồi, xin chào bạn ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách để mà mình có thể sử dụng những tai nghe Bluetooth hoặc là tai nghe nhạc có Bluetooth để mình có thể dùng để làm một cái mic gọi là mic không dây, có thể quay vlog hoặc là ghi âm ha. Thì đầu tiên á, các bạn giúp mình là phải tải một cái ứng dụng là Protest về nha. Lên Safe Play các bạn tải ứng dụng Protest về, ứng dụng này nè. Đó. Rồi. Tải ứng dụng này rồi, sau đó các bạn mở lên. Thì các bạn để ý nha, khi quay phim á, đó, nó sẽ có cái biểu tượng hình cái Bluetooth bên đây nè. Nó sẽ là phone, là dùng cái micro của phone. Thì khi mình nói mình thấy nó có cái điểm sóng không? Đó là cái sóng âm ha. Thì qua Bluetooth nó sẽ không có hiện lên. Các bạn bấm quay nó cũng sẽ cầm phim lại và không có được. Các bạn phải chuyển qua Bluetooth đúng không? Thì sau khi chuyển qua, các bạn phải chạm trên cái tai nghe của mình ha. Bây giờ mình chạm trên cái tai nghe của mình nè. À đây nè. Đó. Chạm lên một cái. Để lên tai mới được. Đó, thì khi mình chạm lên rồi á, thì cái biểu tượng Bluetooth này các bạn thấy chưa? Đó, cái hình Bluetooth nó nhảy nhảy lên nè, tức là nó đang nhận được cái mic của cái Bluetooth rồi. Thì các bạn có thể quay video, đó, quay vlog gì đó, sử dụng được trên cái mic của Bluetooth ha, mà không phải dùng trên mic điện thoại. Lúc đó mình sẽ sử dụng tận dụng cái mic trên tai nghe Bluetooth đó để làm một cái mic không dây. Rồi, đó là cái ứng dụng khá là mới ha. Rồi, cảm ơn các bạn.